tìm hàng giấy. Tớ mua thêm ít giấy cho cha nữa. Tớ chỉ cần mua thêm bó đũa mới nữa là xong. Mua đồ xong, chúng mình ra quán bà Tám ăn bánh rán nhá. Đúng là mít mật, chỉ có ăn là nhanh. Thì đã đến chợ là phải ăn quà chứ, không thì phí. Ôi giời ạ, buôn với bán sao chẳng có khách nào thế này. Bác ơi, mua chè đi ạ. Chị ơi, mua chè không ạ? Không không, cảm ơn anh. Ra tận đường mời khách mà cũng không có ai mua, chán quá. Buồn với bán thế này thì sập tiệm mất rồi. Ơ, ai như con bé Na nhà thầy đồ kìa. À, em chào anh Dần. Chào em, nay đi chợ đấy à? Vâng, em đi chợ với các bạn ạ. Chúng em chào anh. Chúng em chào anh ạ. Ờ, chào các em nhá. Đây là anh Dần, cũng là học trò của cha tớ. Ôi, đây là cửa hàng của anh ạ. Cửa hàng to thật đấy, oách thật đấy. Ờ, nhìn vậy thôi, nhưng buôn bán chán lắm các em ạ. Anh ra tận đường mời khách mà chẳng ai mua hàng cho anh đây này. Vậy để bọn em cùng thử tài bán hàng xem nhá. Được, thế thì tốt quá. Cô ơi, cô mua chè không ạ? Bác ơi, bác mua gói chè không? Ôi, sao chẳng có khách nào thế nhỉ? Chán thật đấy, chắc là tại anh buôn bán không có duyên rồi. Thôi, anh đừng bi quan, biết đâu mai lại đầy khách kéo đến đấy chứ. Cảm ơn em, mà giờ cũng muộn rồi. Thôi, các em đi về đi, hôm nay đã giúp anh nhiều quá rồi. Vâng, chúng em cũng phải đi về đây ạ. Đúng rồi, hôm nào anh rảnh về nhà em chơi nhá. Cha em vẫn hay nhắc anh lắm đấy. Ờ, anh cũng định hôm nào về thăm thầy đồ một chuyến, cũng để xin thầy thêm lời khuyên, xem như thế nào. Vâng, vậy hẹn anh dịp khác nhé. Chúng em về đây ạ. Ờ, chào các em. Ai bảo chân trâu là khổ, ta làm thầy đôi khi còn khổ hơn kẻ chân trâu. Cha ốt ức chuyện mít mật học hành chán quá nên xuất khẩu thành thơ luôn ạ. Học trò mới, học trò cũ, ắt sẽ phải có trò khiến cha đau đầu. Như vậy mới là cuộc sống chứ. Còn với cái, chí lý sự là giỏi. Mau vào pha cho cha ấm trà đặc để thưởng trà ngâm thơ nào. Trà thì có, nhưng đặc thì còn chưa chắc thưa cha. Chẳng phải cha bảo pha trà phải pha nhiều lần, hết mùi vị của trà cho tiết kiệm còn gì. Thì đúng là như thế. Thôi, thì cứ vào lấy trà, đặc hay không còn do may mắn. Ta cứ nghĩ nó đặc là được. Thầy ơi, thầy! Thưa thầy, con mới trên tỉnh về, có ít trà mang biếu thầy ạ. Tốt quá! Vậy là cha không cần tưởng tượng trà đặc nữa rồi. Cái con bé này, mau cầm trà vào trong pha, rồi mang ra đây cho cha với anh Dần. Dạ! Dạo này buôn bán tốt chứ Dần? Dạ thưa thầy, chắc con đóng tiệm quá. Mấy tháng nay làm gì cũng thua lỗ. Vậy là sao? Chẳng phải tháng trước cho về còn hí hửng khoen buôn may bán đắt cơ mà. Con cũng không hiểu sao con lại để thua lỗ nữa. Rõ ràng là con đều nghe theo những người đi trước, có kinh nghiệm, mà lại lỗ mẹ đẻ lỗ con. Trò nói rõ cho ta nghe xem nào. Dạ thưa thầy, bác sử bảo buôn lê lãi hơn buôn táo, con lại chuyển sang buôn lê. Nhưng mấy ngày không có lãi, con lại nghe lời bà ba buôn vải. Buôn vải gần một tuần không có khách thì con lại chuyển sang buôn trà. Nhưng... À, thế đây là trà anh bán ế đúng không? Ấy ấy, không phải. Trà này là loại hảo hạng, anh để riêng biếu thầy. Chữ ế là ế thế nào? Con không được thế. Đã nói đúng lại còn nói to. Miễn trà đặc là được rồi. Thầy lại còn trêu trò, trà này chắc chắn sẽ đặc rồi thầy ạ. Nhưng còn trò, thật sự không biết tại sao trò lại thua lỗ như vậy nữa. Rõ ràng là trò đã nghe theo những người đầy kinh nghiệm và giỏi hơn rồi mà. Trò bỏ qua chuyện buôn bán đã. Chiều trò đi tìm một cây gỗ tốt, rồi mai thầy cho mình đẽo cầy nhá. Ờ, tưởng gặp thầy, thầy cho con lời khuyên gì, thầy lại rủ con đẽo cầy, thì con nói chuyện gì? Thì trò cứ nghe lời ta, bỏ qua chuyện đó và giúp ta chuẩn bị một cây gỗ thật tốt đi đã. Dạ, vâng. Nà, con báo các bạn trong lớp mai đi cùng cha và anh Dần nhá. Vâng ạ.
các bạn cũng gặp anh Dần rồi và nhắc anh suốt đấy ạ. Ừ, được gặp lại bọn nhóc cũng rất vui. Vậy nhờ Na nhá. Vâng. À, các bạn ơi, mọi người có nhớ anh Dần không? Anh Dần bán chè ở chợ đấy hả? Đúng rồi, hôm nay anh ấy về thăm cha tớ đấy. Ơ, vậy à? Ừ, anh ấy cũng nhờ cha tớ cho lời khuyên vì kinh doanh cứ luôn thua lỗ. Cha tớ bảo mai anh ấy kiếm một đoạn gỗ tốt rồi cùng cha đi đẽo cày. Ủa, sao tự dưng lại đi đẽo cày nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa, nhưng cha bảo nói cả các cậu cùng đến. Thầy đồ đã nói vậy thì chắc là có lý do rồi. Vậy mai chúng ta cùng đến sớm nhá. Ờ. Ừ. Thầy ơi, sao không về nhà thầy đẽo cày mà ra cây đa đầu làng làm gì ạ? Chắc là vì ra đó là qua hàng bánh gai. Thầy sẽ mua bánh gai cho bọn mình ăn, rồi vừa ăn vừa xem đẽo cày. Gì? Cái gì mít mật cũng nghĩ tới chuyện ăn được? Thì sao? Chứ không ăn mà sống được à? Mít mật nói thế thì chịu rồi, không ai chỉnh được, dù chưa chuẩn lắm. Tớ nghĩ thầy có lý do đặc biệt của thầy. Biết đâu chúng ta lại học được gì đó qua việc đẽo cày ở cây đa đầu làng thì sao? Các trò cứ từ từ, hồi sau sẽ rõ. Các trò, nơi này nhiều người qua lại. Nếu thầy trò ta ngồi đây đẽo cày thì sẽ được nhiều người nông dân có kinh nghiệm góp ý. Như vậy, chẳng phải chiếc cày sẽ đẹp hơn và chắc chắn hơn sao? À, thì ra là vậy. Nào các trò, chúng ta cùng đẽo cày thôi. Bác ơi, cày to thế này sao mà cày được? Cày thì phải càng nhỏ càng tốt. Nhỉ, cậu nói cũng có lý. Để tôi đẽo cày cho nhỏ lại. Thầy ơi, con thấy cái cày như thế này là vừa rồi đấy ạ. Cái cày đẹp rồi đấy. Nhưng anh nên đẽo cái chỗ để lưỡi cày mỏng hơn nữa thì mới được. Ồ vâng, cảm ơn cụ. Bác ơi, cái này đẹp rồi, nhưng theo cháu, tay cầm phải bao nhỏ hơn nữa, như vậy cầm mới nhẹ được ạ. Cũng có lý. Công nhận là nhờ nhiều người góp ý nên cái cày trở nên đẹp hơn nhiều thầy ạ. Con cũng thấy thế thầy ạ. Đúng, giờ nó nhỏ gọn với đẹp hơn nhiều. Công nhận là đẽo cày giữa đường lợi thật. Đẽo cày xong rồi, cày đẹp rồi, giờ chúng ta đi ăn bánh, đúng không thầy? Từ từ đã mít mật, các trò đều thấy nó đẹp hơn đúng không? Nhưng công dụng của cái cày là để cày ruộng. Đẹp hay không, không quan trọng bằng việc nó có cày được không. Nô, cậu vào đây tôi nhờ một chút. Ái chà, thầy đồ với các em làm gì ở đây thế này? Còn cái cày kia là sao? Đấy là thầy của em đẽo từ sáng giờ đấy. Đẹp đúng không anh? Cậu cày ruộng quen rồi, cậu nói xem cái cày của tôi cày có tốt không? Ôi, thầy đồ ơi, ông chỉ nên dạy học thôi, chứ ông đẽo cày như thế này, sao mà cày được? Chỉ phí cây gỗ thôi. Ờ, tại sao lại thế? Chẳng phải cái cày đẹp thế còn gì? Bao nhiêu người góp ý, nó mới được thế này đấy. Mọi người nhìn xem, chỗ này bào mỏng thế này, làm sao cho lưỡi vào được, bẻ một cái là gãy ngay. Không những vậy, chỗ tay cầm này nữa, nhỏ gọn quá, nên chắc chắn cũng sẽ gãy. Không không, gãy nữa thì hỏng cả cây gỗ đẹp của tôi à? Thì cái này có dùng được đâu mà còn lo nó gãy chứ. Ừ nhỉ. Ờ. À. Đúng. Các trò ạ, nghe lời khuyên của người khác cũng như việc ta đẽo cày giữa đường, ai cũng phải có lập trường của mình thì mới thành công được. Nếu nhận được góp ý của người khác thì nên có sự cân nhắc, chọn lọc thì mới đạt được mục tiêu. Nếu không thì cũng giống như cái cày vô dụng này mà thôi. Ồ, thì ra dụng ý thầy muốn trò đi đẽo cày cùng thầy là như vậy ạ. Trò hiểu ra rồi. Mai đi lên tỉnh, trò sẽ tìm hiểu và lựa chọn thứ trò sẽ buôn khi đã cân nhắc ý kiến của mọi người và sẽ có lập trường của riêng mình ạ. Ờ. Hôm nay thời tiết mát mẻ, không sợ mưa cũng chẳng sợ nắng, tha hồ đi chơi.
Thầy đồ chọn ngày đưa các cháu ra ngoài cũng thật là khéo đấy. Vâng, lâu nay các trò học trên sách vở nhiều rồi, cũng cần có một hôm ra ngoài để vận dụng kiến thức vào thực tế cho dạng dĩ hơn bác ạ. Sắp sang tới bờ rồi, chúng ta sẽ đi đâu trước hả thầy? Thì chắc là đi ăn chứ gì nữa, có thế mà cậu cũng hỏi. Mít mật mở miệng ra là nói ăn với uống. Nếu không nói thế thì đã không phải là mít mật bạn của chúng mình. Hôm nay cha mẹ của các trò đều gửi thầy tiền ăn rồi, nên các trò cứ ăn thoải mái, đừng để bị đói. Ai muốn ăn gì cứ bảo thầy. Đã đến bờ rồi, mấy thầy trò đi hết đoạn đê này là tới chợ huyện rồi đấy. Đi bộ cũng khá xa. Vâng, cảm ơn bác đã đưa thầy trò tôi sang sông. Hôm nay vui quá thầy ạ. Cảm ơn thầy đã cho chúng con được ra ngoài vui chơi thỏa thích. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn thầy ạ. Hôm nay nhìn ông đồ múa bút, viết câu đối mà con hoa cả mắt. Con sẽ cố luyện chữ để viết đẹp như vậy. Con thì biết thêm cách làm bánh bao nhân đậu xanh. Ngày mai con sẽ làm cho cha và các bạn ăn xem sao. Ừ, na học đi. Sau này lớn lên, cậu mở cửa hàng ăn cũng tuyệt đấy. Tưởng tượng cậu cũng mắng khách như hát hay giống mẹ tớ thì thế nào nhở? Cậu chỉ được cái nói linh tinh là giỏi. Sao giờ này mà cha tớ chưa đến nhỉ? Sáng nay tớ đã dặn cha là đầu giờ chiều quay lại đón chúng ta mà. Cha trò sẽ không sang đâu. Hôm nay ta sẽ dạy các trò một bài học về sinh tồn mà. À, thôi chết. Cha của Hồng Xiêm bỗng có việc gấp, đến sáng mai mới về, nên không sang đón chúng ta được. Lúc các trò lên bờ, bác ấy đã nói vội với thầy. Ấy chết, thế giờ chúng ta phải làm sao đây? Sao lúc ấy cha không bảo bọn con cùng về luôn? Thì mãi mới sắp xếp cho mấy đứa đi chơi được một buổi. Cha không muốn làm các con mất hứng. Bây giờ làm sao để về nhà nhỉ? Dạ, con nghĩ là nằm ngủ ở đây tạm một đêm, đợi đến sáng mai, cha Hồng Xiêm về rồi sẽ sang đón chúng ta. Đúng là đồ tham ăn tham ngủ. Bờ sông là chỗ để cậu nằm ngủ qua đêm à? Thôi, đã đến nước này thì chúng ta quay lại chợ huyện thuê trọ thôi thầy ạ. Sáng mai đi ra chờ đò. Nhưng mà cha mẹ các trò chỉ gửi thầy có 1 đồng tiền. Tiền thầy mang theo cũng chẳng đủ cho chúng ta ăn tối. Làm gì còn mà thuê trọ. Nếu vậy thì mọi người phải cùng nhau làm một cái bè về thử xem sao ạ. Còn hơn tối nay phải ở đây chịu đói chịu rét. Ý kiến của trò hay đấy Hồng Xiêm. Vậy thì chúng ta cùng chặt vài cây chuối mọc dại ở đằng kia, rồi tìm dây dợ, kết làm bè đi. Thầy sẽ dạy cho các trò cách làm bè chuối. Vâng ạ. Mít mật, trò giữ chắc vào đấy nhớ. Đá này có cạnh sắc lắm. Thầy chặt một lúc nữa là cây chuối đổ đấy. Vâng, không ngờ hòn đá dẹt có cạnh sắc một chút là có thể chặt được cả cây chuối thế này đấy ạ. Chỗ dây dợ này chắc cũng đủ dùng rồi đấy các cậu ạ. Ừ, chúng mình quay lại làm nhanh thôi. Chẳng mấy mà trời tối mất bây giờ. Giờ này chắc thầy với mít mật cũng chặt chuối xong rồi đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc bè rồi đấy các trò ạ. Bây giờ chỉ cần thả xuống là về được thôi ạ thầy. Ừ, thả xuống đi các trò. À, thích quá, không ngờ chúng ta có thể tự làm được bè. Hồng Xiêm, đây có một cái sao, cậu quen chèo thuyền rồi, giờ thì cho bé thử xem sao nhé. Ừ, được thôi, tưởng gì, chứ việc này tớ làm được. Tới bờ rồi, hoan hô, chúng ta thật là siêu quá đi. Buổi đi dã ngoại hôm nay thật là bổ ích. Không ngờ khi bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà bọn mình lại có thể tự kết được một cái bè để vượt sông trở về một cách dễ dàng. Cái mà con nói là hoàn cảnh khó khăn, đó là do chính cha tạo ra đấy. Cha, cha nói thế là sao ạ? Thật ra, sáng nay trước khi đi đò,
Cha đã dặn với cha Hồng Xiêm là không cần quay lại đón thầy trò chúng ta trở về. Vì cha muốn dạy cho các con một bài học về kỹ năng sinh tồn. Ồ, thế là không phải cha con bận việc không sang đón được chúng ta ạ? Đúng thế, ta muốn các trò áp dụng những kiến thức đã học, vận dụng vào thực tế một cách linh hoạt, tự mình tìm cách giải quyết vấn đề gặp phải hơn là trông chờ vào người khác. Quá tuyệt vời luôn thầy ạ! Thầy phải tổ chức nhiều buổi như thế này nữa vào thầy nhé! Được, được! Thôi, bây giờ thầy trò mình về nhà thôi! Vậy, còn chiếc bè này thì sao hả cha? Ừ nhỉ, chẳng lẽ bỏ lại? Chúng mình đã mất bao nhiêu công sức mới làm được nó mà! Để nó ở đây thôi! Chẳng lẽ các trò muốn mang nó về nhà? Vâng ạ! Biết đâu sau này chúng ta có lúc dùng đến thì mang ra đi tiếp ạ! Hồng Xiêm, con trò, trò nghĩ sao? Dạ, con cũng muốn mang nó về ạ. Mình đã mất bao nhiêu công sức làm ra nó, bỏ lại đây thì tiếc thật. Được, vậy các trò khiêng nó về đi. Nhanh lên, không sắp tối chập rồi đấy. Yeah, khiêng về thôi các cậu ơi. Ôi, khiêng bè chạy một lúc mà tớ mệt quá. Nước chảy ướt hết cả quần áo rồi đây này. Thôi, nàng cứ để bọn tớ làm cũng được. Cậu chân yếu tay mềm, không cần phải cố quá. Ừ, cố quá lại thành ra quá cố đấy. Cậu chỉ được cái nói linh tinh là không ai bằng. Từ từ các cậu ơi, dừng lại, nghỉ chút đã. Tớ mệt quá. Các trò mệt rồi sao? Mới đi được có một đoạn thôi mà. Vâng ạ, tại cái bè chuối này ngâm nước lâu nên nặng quá thầy ạ. Hay là chúng ta để nó lại, càng đi thêm lại càng thấy nặng. Thầy thấy Hồng Xiêm nói phải đấy. Lần sau có qua sông thì chúng ta lại đi đò, chứ cũng có dùng đến cái bè chuối này đâu. Nhưng mà có khi cha con sẽ đi đấy thầy ạ. Có cái bè này rồi á, chắc chắn cha con sẽ tự đi bè để tiết kiệm tiền. Đi nào các cậu ơi, cố lên, giúp tớ một tay nhá. Ôi, bọn tớ mệt lắm rồi. Kìa các cậu, đi mau lên chứ, tớ và cha đã bỏ xa các cậu cả đoạn rồi đấy. Thôi, kệ xoài đấy, tớ chẳng bê nổi nữa đâu. Ừ, tớ cũng thế. Ừ, tớ cũng chịu. Mệt quá. Chiếc bè chỉ có ích khi ở dưới nước, còn lúc đã sang được bờ sông thì nó sẽ trở thành gánh nặng. Bè chuối để một thời gian sẽ mục, các trò phí công vô ích rồi. Vâng, lúc ở dưới sông thì chiếc bè chở chúng ta đi, còn trên cạn chính là chúng con phải chở nó đi thầy ạ. Thôi, mình về nhanh đi, kẻo cha mẹ các trò lại mong. Vâng ạ. Các trò hãy nhớ bài học thực tế ngày hôm nay nhé. Khi chúng ta qua sông rồi thì hãy bỏ bè. Càng bỏ bớt đi gánh nặng sau lưng, chúng ta mới nhẹ nhàng mà bước về phía trước được. Vâng ạ. Chúng con đã hiểu rồi thầy. Có một chân giày thế này. Rõ ràng tối qua mình tháo ra để đây mà. Trời, một chiếc giày của con đi đâu mất rồi? Con tìm nãy giờ mà không thấy. Con tìm lại xem, chắc con chó tha đi để quanh quẩn đây thôi. Chỉ còn có một chiếc giày thì làm được cái gì chứ? Không dùng được thì để làm gì?
Nhìn thấy lại càng đau lòng thêm thôi. Giày của con đây này, cha nói không sai mà. Nó ở góc vườn đấy, sau bụi cây nên hơi khó tìm. Nhưng chiếc giày này. Cái gì thế này? Sao con dám cắt giày hả? Con biết mua giày mới tốn tiền lắm không? Con xin lỗi cha. Tất cả là tại con, vì buồn bực nóng vội mà cắt đi chiếc giày này. Bây giờ phải làm sao chứ? Sao con có thể vội vàng như vậy hả Na? Cha đã nói đi nói lại là làm gì cũng cần thật bình tĩnh. Sao con đúng là đứa vô dụng mà, không làm được cái gì nên hồn cả. Thật là. Hôm nay thầy sẽ không giảng bài mà sẽ cho các trò chơi với kén bướm này. Ôi tuyệt quá. Vậy là tối tha hồ ngủ, không phải làm bài tập. Sao hôm nay thầy lại có nhã hứng cho chúng mình chơi trò chơi thế nhỉ? Na, trò có thấy gì khác lạ ở kén bướm này không? Dạ thưa thầy, trò thấy có con bướm nhỏ bên trong, nó đang dãy giụa, hình như nó muốn ra bên ngoài ạ. Thật à? Để tớ xem nào. Như vậy thì tội nghiệp con bướm nhỏ quá nhỉ. Chắc là tới lúc nó muốn ra bên ngoài bay lượn đây. Thầy ơi, con bướm nhỏ đáng thương quá, không có ai giúp nó cả. Trò có thể giúp nó thoát ra ngoài được không ạ? Ừ đúng rồi, bọn mình giúp nó đi. Đây đây, kéo đây, để tớ giúp con bướm nhỏ đáng thương ấy nào. Bướm nhỏ ơi, để tao cắt kén giúp mày nhá. Ờ kìa, khoan đã. Thành công rồi, thành công rồi. Cuối cùng thì con bướm nhỏ không phải khó khăn dãy giụa để đi ra ngoài nữa. Yeah. Nào nào, bay đi, bay đi. Ngoài kia hoa thơm cỏ lạ, hãy bay đi thôi. Ơ, sao đôi cánh của nó lại teo quắt vào với nhỏ bé thế nhỉ? Các trò biết không, con bướm này sẽ không thể bay đi được nữa. Tại sao con bướm lại không bay được nữa hả thầy? Tại các trò nóng lòng muốn nó thoát khỏi kén, nhưng thực ra là đang làm hại nó rồi. Sao lại thế ạ? Trò tưởng chiếc kén chật chội này sẽ khiến nó khổ sở nên mới cứu nó mà. Cái kén chật chội này chính là một thử thách cho bướm bướm. Chỉ khi con bướm nỗ lực chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia, đôi cánh và cơ thể của nó mới được tác động, giúp nó có thể bay ngay khi thoát ra thế giới bên ngoài. Đó chính là quy luật trưởng thành của loài bướm bướm. Vậy là bây giờ con bướm này phải bò loanh quanh suốt đời sao ạ? Đúng vậy. Để bay được, con bướm cần tự thân vận động, cần sự kiên trì và cần cả một quá trình. Đây gọi là dục tốc bất đạt. Các trò ạ, chúng ta cũng vậy. Khi gặp bất kỳ trở ngại nào trong cuộc sống, chúng ta cần phải kiên trì, bình tĩnh, không nóng vội. Nếu không sẽ làm hỏng mọi chuyện. Trò hiểu rồi ạ. Đáng lẽ ra trò không nên nóng vội cắt cái kén đi. Đúng vậy, sự nóng vội có thể làm hỏng mọi chuyện. Giống như con bướm nhỏ này, mãi mãi không thể bay được nữa. Con hiểu rồi ạ. Cha muốn nhắc con về chuyện chiếc giày tối qua, đúng không ạ? Con không muốn giống như con bướm này. Con sẽ thay đổi ạ. Chuyện chiếc giày tối qua là sao hả Na? Kể cho bọn tớ nghe đi. À, thì mà thôi, tí nữa tớ kể cho. Kể ngay đi, tò mò thế này dễ đau tim lắm. Hôm nay thầy nói không giảng bài còn gì.
Đố các cậu đuổi kịp tớ đây. Đợi tớ với, cậu chạy gì mà nhanh thế? Mệt thật đấy. Cậu chạy nhanh thật đấy, làm bọn tớ đuổi theo mướt mồ hôi luôn. Mà anh Miên chăm chỉ thật đấy, ngày nào anh cũng ngồi đọc sách. Kiến thức trên đời rất bao la, chúng ta không thể biết được nếu không đọc sách. Các em thử nghe anh, mỗi ngày bỏ sách ra đọc, rất hữu ích đấy. Nhưng mà tại sao lại phải đọc sách ạ? Ngày nào em cũng mang sách ra đọc, nhưng chẳng hiểu gì cả. Mà gấp sách vào thì lại quên sạch. Thế thì đọc sách có tác dụng gì ạ? Em cũng vậy đấy, đọc xong là quên, nên em chán đọc sách lắm ạ. Vậy các em có muốn cùng anh chơi một trò chơi này không? Dạ được ạ, chơi trò gì vậy anh? Đợi anh một chút nhé. Các em cầm lấy này. Anh nên đưa rổ cho chúng em làm gì ạ? Mà sao những chiếc rổ này đều cũ và bẩn thế ạ? Giờ các em hãy cầm những chiếc rổ này ra ngoài bờ sông múc nước. Sau đó đổ đầy thùng nước này cho anh. Chúng ta sẽ cùng thi xem ai múc nước đầy thùng trước nhé. Sao ạ? Múc nước bằng chiếc rổ này, anh không nói đùa bọn em chứ ạ? Biết bao giờ cho đầy được ạ? Các em cứ thử xem sao. Nhớ phải đổ đầy nước vào chiếc thùng gỗ này cho anh. Đội nào thắng, anh sẽ thưởng. Các em làm luôn đi nào. Múc nước bằng rổ này á? Làm sao mà được nhở? Nào, anh đã mang thùng gỗ ra đây. Các em hãy lấy rổ múc nước, đổ đầy thùng nhá. Ôi, nước chảy hết rồi. Tớ cũng chẳng được chút nào cả. Ôi, chạy đứt hơi mới được vài giọt thế này. Cố gắng lên, anh tin các em sẽ làm được mà. Chúng em không làm được đâu, khó lắm. Múc mãi từ bấy đến giờ mới được vài giọt, thì bao giờ mới đầy thùng gỗ kia được ạ? Em cũng vậy, em không làm được đâu. Chắc hẳn các em rất ngạc nhiên vì sao tự dưng anh lại đưa rổ bắt các em múc nước vào thùng đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu các em để ý thì ban nãy anh đưa rổ cho các em, chúng đều là những chiếc rổ đã cũ, sờn, thậm chí là bị bẩn đúng không? Nhưng bây giờ các em hãy nhìn lại những chiếc rổ trên tay mình đi. Ôi, chiếc rổ của tớ sạch chưa này? Đúng vậy, hết sạch vết bẩn rồi này. Việc các em đọc sách cũng được ví với chiếc rổ này và dòng sông kia vậy. Nước từ chiếc rổ không thể giữ lại được. Nhưng một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần sau, chính dòng nước đã làm sạch chiếc rổ. Các em mỗi khi đọc sách, có thể sẽ không nhớ luôn được. Kiến thức có thể trôi đi như dòng nước kia vậy. Nhưng đọc một lần, đọc hai lần và đọc nhiều lần nữa thì kiến thức sẽ đọng lại và bản thân các em sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác mà chúng ta cũng không thể nhận ra, bởi những gì đọc được trong sách sẽ được lưu lại trong tiềm thức con người, từ đó soi sáng trí tuệ, thấu hiểu nhân sinh. Các em đã hiểu rồi chứ? Dạ, chúng em hiểu rồi ạ. Em cũng hiểu rồi. Em hứa với anh, sau này em sẽ chăm chỉ đọc sách để tích lũy kiến thức dần ạ. Được rồi, giờ thì chúng ta về thôi, muộn rồi. Vâng ạ. Tớ cho 10 cái kẹo. Sai coi nhớ đấy nhá. Không có kẹo thì ăn đòn với tớ đấy. Chưa bắt được mà đã đòi kẹo rồi à? Bắt đi. Nặng mông như cậu á, làm sao mà chạy nhanh bằng tớ chứ. À, dám chê tớ à? Được rồi, để xem ai chạy nhanh hơn ai. Các cậu ơi, hết giờ giải lao rồi, mau vào học đi. Ôi da, sao đang chạy tự nhiên lại dừng lại thế?
làm tớ đâm vào cả lưng cậu rồi đây này. Thì hết giờ chơi rồi mà, ai bảo cậu cứ cắm cổ chạy không chịu nhìn làm gì, đáng đời. Thôi mau vào học đi, không thầy lại phạt cho bây giờ. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các trò vào ngày mai nhé. Vâng ạ. Tiền, tiền đâu mất rồi? Tiền của mình đâu mất rồi? Mất tiền rồi. Xoài, cậu làm sao thế? Tớ bị mất tiền. Mất tiền á? Mất lúc nào? Có nhiều không? Có chuyện gì mà các trò ầm ĩ lên thế? Dạ thưa thầy, trò bị mất tiền ạ. Mất tiền á? Tiền ở đâu? Sao lại mất? Sáng nay, cha trò có đưa 3 đồng để đến nộp tiền học cho thầy. Trò định cuối giờ mới nộp, thế mà giờ mở ra đã không thấy đâu rồi. Trò thử nhớ kỹ lại xem có làm rơi ở đâu không? Trò có mang đi đâu đâu mà rơi được ạ. Trò chỉ để trong túi đựng sách này thôi. Rõ ràng trước lúc giải lao vẫn còn, mà bây giờ lại mất rồi. Thế thì chắc chắn là có kẻ trộm rồi. Eo ơi sợ thế, trộm nào mà vào tận lớp để lấy được chứ? Cậu nhớ có đúng không đấy? Liệu có mang ra ngoài rồi trong lúc đuổi nhau với mít mật bị rơi không? Chứ nhà thầy đồ làm sao có trộm được. Tớ nhớ mà, không nhầm đâu. Nếu thế thì kẻ trộm chắc chắn ở trong lớp này thôi. Hả? Kẻ trộm ở trong lớp này á? Rất có thể, trong lúc mọi người giải lao đi ra khỏi lớp, tên này đã lén lút vào lớp lấy trộm. Hình như mình biết người lấy trộm tiền của Xoài là ai rồi. Nếu như thế á, xin thầy khám túi mọi người đi ạ. Nếu như vừa mới lấy lúc giải lao thôi thì chưa kịp phi tang đâu. Mít mật nói có lý đấy. Nhưng tiền nào chẳng giống nhau, biết đâu trong lớp chúng ta cũng có người mang theo đúng số tiền ấy thì sao? Ờ, đúng rồi nhở. Tiền của tớ lúc nào cũng có dấu vết riêng. Cha tớ cẩn thận lắm. Trước khi đưa tiền cho tớ, ông đã đánh dấu bằng cách mỗi đồng quét một dấu sơn đỏ. Chỉ cần thấy là tớ nhận ra ngay. Thế thì tốt rồi. Như vậy á, kẻ trộm hết đường chối cãi. Thầy ơi, thầy mau cho khám túi của mọi người đi ạ. Nhất định phải tìm ra kẻ đã lấy trộm tiền của Xoài. Không được, bây giờ mà làm như thế thì học trò kia còn mặt mũi nào mà gặp các bạn nữa. Mang tiếng là kẻ trộm cắp, tương lai rồi sẽ đi về đâu? Cả lớp, trật tự. Thầy ơi, thầy cho khám túi đi ạ. Trò mà mất số tiền đó, cha trò sẽ đánh trò chết mất. Thầy sẽ không xét túi của các trò đâu. Ơ, sao lại thế ạ? Không làm thế thì làm sao biết được ai là kẻ trộm ạ? Các trò nói linh tinh gì vậy? Trong lớp chúng ta thì làm gì có kẻ trộm chứ? Ta tin tất cả các trò ngồi đây không ai làm chuyện đó. Bởi vì các trò là học trò của ta và đều là những trò ngoan cả. Thế còn tiền của trò thì sao ạ? Chắc trò làm rơi ở quanh nhà nhưng không nhớ đấy thôi. Các trò cứ về đi, ta hứa sẽ tìm giúp cho trò trong hôm nay. Thôi, thầy đã nói thế rồi thì mọi người mau về đi. Tớ cũng tin là thầy sẽ tìm lại được tiền cho Xoài thôi. Lớp mình ai cũng ngoan cả, làm gì có ai ăn trộm chứ. Ừ, thôi về đi. Chắc là thế thôi, chứ nếu có thật thì sợ lắm. Ai mà dám chơi với kẻ đó chứ. Thầy ơi. Xỉu đấy à, trò chưa về sao? Dạ, trò xin lỗi thầy. Thầy hãy trả lại tiền cho Xoài giúp trò với ạ. Trò đã hiểu rồi sao? Không uổng công ta đặt cược ván này. Thầy đã biết trò lấy tiền của Xoài nên cố tình phản đối việc khám túi, đúng không ạ? Đúng vậy. Sau khi nghe Xoài nói về chuyện mất tiền, ta chợt nhớ là lúc giải lao đã nhìn thấy trò lén lút chạy vào lớp học. Hơn nữa, khi nhắc đến chuyện xét túi, ai nấy đều hào hứng. Chỉ có trò là lo sợ không dám ý kiến. Vậy nên ta càng dám chắc trò là người lấy tiền.
Dạ, con xin lỗi thầy ạ. Con chót dại, xin thầy tha thứ cho con ạ. Ta phản đối việc khám túi là muốn cho con một cơ hội để sửa sai lỗi lầm. Bởi một khi sự việc này bại lộ, con sẽ mang tiếng là ăn trộm, là kẻ cắp. Mọi người sẽ xa lánh con. Con còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Rất may là con đã kịp thời hiểu ra và quay lại đây. Nhưng nếu không có Hồng Xiêm nói thì con cũng không nhận ra sớm thế đâu ạ. Hồng Xiêm à? Nó cũng biết chuyện sao? Vừa rời khỏi nhà thầy được một đoạn thì Hồng Xiêm đuổi theo con. Cậu ấy nói rằng thầy đã biết chuyện con lấy tiền của Xoài, nhưng không muốn tố giác con mà để con tự nguyện và khuyên con quay lại ạ. Quả nhiên đúng như lời cậu ấy nói. Thằng bé Hồng Xiêm này, xem ra nó cũng tinh ý y như thầy nó vậy. Con biết sai rồi. Từ nay con sẽ không làm vậy nữa. Thầy và Hồng Xiêm đã giúp con tỉnh ngộ rồi ạ. Biết thế là tốt rồi. Thầy hy vọng hôm nay sẽ là một bài học đáng nhớ đối với con. Thôi về đi. Lát nữa thầy sẽ mang tiền sang trả lại cho Xoài giúp con. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Nhớ là cơ hội chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu. Dạ, con biết rồi, thưa thầy.